sông Bạch Đằng ngàn năm vẫn còn chảy, những quân Ngô Quyền vẫn còn đang sống trống, núi non nước vẫn còn đang sừng sững như ngày Lê Hoàng đã thắng kỳ chống Tống. Nước đã dơ thì lấy chi mà rửa lời, vua Duy Tân có ai dám trả lời? Nam Nhi Văn Lan con cháu của vua Hùng mà cớ phải chịu cảnh đớn hèn cả đời. Vua Minh Mạng từ lâu đã khẳng định Hoàng Sa Trường Sa máu thịt không tách rời. Nam Quốc Sơn Hà mất đi từng chút một, trách chúng ta hay vẫn còn trách trời? Ở Yên Kinh linh hồn Lê Chiêu Thống có siêu toát khi miệng muôn được coi khinh, tuyệt nhiên lịch sử sẽ vô cùng tàn nhẫn với những kẻ chịu nhục bắn nước mà cầu vinh. Định nghĩa ái quốc được ông cha ta viết khi ác tôn trị bị lật đổ, phần nữ nhi bà Trưng và bà Triệu còn dám đứng lên về quê cha đất tổ. Tại Gò Công Trần Định rút gươm tổng tiết, Gương Trung Kiên còn lưu tới ngàn đời. Sách sử vẫn ghi đại tướng Trần Bình Trọng chờ làm quỷ nước Nam cho tới lúc tàn hơi. Trời và đất một lần đã chứng kiến và khóc than cho biết bao thời đã mất Đinh Lý Trần Lê Tây Sơn rồi Triều Nguyễn. Bao nhiêu trang sử dân tộc ta đã lật, dù thời nay hay thời người Việt cổ, lịch sử nước Việt phải do người Việt viết vô. Mẹ Âu Cơ sinh ra người Việt cổ chứ không bao giờ chấp nhận được Việt nô. Nghe người xưa viết, xem người xưa chiến, cho ngày nay biết gì máu rơi. Nay người Nam quốc thêm một lần nữa hơn người xưa đáp lời núi sâu. Nghe người xưa viết, xem người xưa chiến, cho ngày nay biết gì máu rơi. Nay người Nam quốc thêm một lần nữa hơn người xưa đáp lời núi sâu. Có gì là anh em một nhà lại chia phe với nhau như quân Trung và Nguyễn Nhạc? Sao vàng năm cánh này Hoàng Kỳ quê càng cũng vốn sinh ra từ rừng và biển bạc. Lũ dân chuyện chỉ rẻ kỳ thì Nam Bắc xuống xuôi vàng có dám nhìn mặt Gia Long? Sạc ngoại xâm ở bên cái mỉm cười chuyện Hồ Quý Ly sao thấy vẫn khá giống. Sang trang sách lịch sử vô và cách dịch chữ nhưng trang nào cũng có máu đã đổ ra. Xâm phạm bên ngoài là nguy hiểm duy nhất thì An Dương Vương đã giữ được cổ loa. Chúng ta đều là con dân Đại Việt, chữ xác thác trên tay vẫn chưa mờ. Bay lên như rồng mãnh lực như có bào khí Đông Hoa trong mạch máu xưa giờ. Sẽ ra sao nếu chúng ta trở thành Tam Vương làm loạn giành ngôi vua vào thời Lý? Đánh giết nhau cho cùng chung dòng máu, hình ảnh sâu xa để cho muôn đời ví. Tơi bời thân xác, tơi bời tình thân, tơi bời luôn cái non nước. Lạc Long Quân nếu hiện thân trở lại, liệu đó có phải là điều ông mong ước? Một cổ nhung y chiến thắng tạo dựng ra hình ảnh của nước nhà, nên công oanh liệt ngàn năm bao nhiêu anh hùng thì lịch sử bước ra. Bốn phương biển cả thanh bình là mong ước chung của bao nhiêu thế hệ. Bàn chiêu duy cần khắp chốn, lời nguyện trái từ xa sẽ hiện về. Nghe người xưa viết, xem người xưa chiến, cho ngày nay biết gì máu rơi. Chúng ta đều là con dân Đại Việt, chúng sáng tác trên tay vẫn chưa mờ. Bay lên như rồng mãnh lực như có bão khí Đông Hoa trong mạch máu xưa giờ.